Ngày 21 tháng 1 theo giờ địa phương, chính quyền bang Bolivar Venezuela cho biết, một mỏ khai thác vàng trái phép tại địa phương này vừa bị sập, khiến cho ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và hơn 100 người khác đang bị chôn vùi dưới hầm lò thủ sơ. Theo nhà chức trách địa phương, vụ sập mỏ vàng mang tên Bulaloka xảy ra lúc 15 giờ ngày 21 tháng 2 theo giờ địa phương tại một khu vực xa xôi hẻo lánh gần thị trấn La Paragua, bang Bolivar, nơi này cách thủ đô Caracas khoảng 750 km về phía đông nam. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela đã được điều tới khu vực để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thủ phủ Ciudad Bolivar của bang Bolivar, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200 km. Bang Amazonas và bang Bolivar của Venezuela nằm sát bên nhau, nổi tiếng với trữ lượng lớn về vàng, kim cương, thạch anh và cô tan. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở và xa xôi hẻo lánh trong rừng già Amazon, nên nhiều băng nhóm đã lập và cai quản nhiều mỏ vàng trái phép. Năm 2023, quân đội Venezuela đã trục xuất khoảng 14.000 thợ mỏ làm việc trong các mỏ vàng bất hợp pháp khỏi công viên quốc gia Yapacana thuộc bang Amazonas.